Vâng, hello, xin chào toàn thể quý vị chị nhé. Vâng, hết thật sự rồi các bạn. Xe vừa rồi là em bán mấy ngày nữa, vừa rồi em bán gần như hết rồi, không còn nữa. Bây giờ em chỉ còn 2009 này. Và là mẫu xe chạy học sinh em bán 165 triệu này. Và đây nữa là Transit 2018. Và con này là bản đủ là 510 triệu ạ. Và chiếc xe này thì khách cọc rồi ạ. Còn 2013 tải van 6 chỗ ngồi này. Và 2018 3 chỗ ngồi thì em đã để kia. Và đây nữa là mẹt 313 bản đủ. Với chiếc này thì em đang chào bán mức giá là 265 triệu ạ. Và đây nữa là Transit 2011 bản 6 số thì chiếc này em chào bán 245 triệu. Và em cần mua số lượng rất là nhiều về xe 16 chỗ. Nếu anh chị đang có nhu cầu bán thì cứ liên hệ cho bên em để em xin thông tin em đến em mua với cái giá cao cho anh chị để đỡ thiệt nhé. Thì hiện tại em còn trống đằng sau, trống rất là nhiều, và đằng trước này nữa. Nên là cần mua số lượng nhiều thì anh chị có giới thiệu giúp em, và cũng như là mình cần bán để lên đời thì cũng liên hệ cho bên em để bên em mua lại những chiếc xe của anh chị nhé. Vâng, em xin chào toàn thể quý vị anh chị ạ. Chúc anh chị một ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ bên gia đình mình nhé.